important things in the Navy is about leadership. That if the Navy wanted to, được biết rằng chị Nga là cái người rất là thân và cũng đồng hành với tướng Huấn trong những cái công tác từ đảo Guam cho đến những cái việc tổ chức hôm nay, thì xin chị chia sẻ là cái chương trình gắn lon của tướng Huấn hôm nay, rồi chúng ta có cái chương trình gì nữa hay không chị? Thưa thì như quý vị đã biết thì giờ Thanh Nga vẫn còn đang bị xúc động, bởi vì cái mặc dù là bạn bè chơi với nhau rất là lâu và đã được nghe gia đình nói về những cái thời thơ ấu của tướng Huấn, cũng giống như bà xã cũng có chia sẻ, nhưng mà vẫn còn cảm động. Thành ra giờ chị biết là ngày hôm nay lễ ngày hôm nay xong thì ngày sau có ngày mai cũng có cái buổi tiệc của gia đình đãi đó, thì Nga sofa nghe chị biết vậy thôi ạ. Có thể là có những cái người bạn đồng hành ngày xưa ở trong chiến trường đó cũng tổ chức một bữa tiệc riêng cho hai người nữa ạ. Và chúng tôi ghi nhận là đặc biệt hôm nay có nhiều quân nhân người Mỹ gốc Việt phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ có mặt tại lễ gắn lon của Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn. Và đứng cạnh bên Destiny đây đó là Trưởng tướng Lập Thế Châu Flora. Destiny sẽ có vài lời với Trưởng tướng. Good morning, General. I heard that you just came back from far away. Can you share your travel and your thought with the audience? Yes, I just came back from my other job, which is the Deputy Commanding General of U.S. Army Africa in Italy. So this is a very exciting day. Today is a
It's a great day for the United States Navy. The United States Navy is getting a wonderful and an exceptional general, admiral, excuse me, and a wonderful human being. Also, today is a wonderful day for our community, the Vietnamese American community. Definitely a sense of pride and it's very, very proud of what he has accomplished and what he has to go through in his life and achieve the ultimate, really go as the flag officer in the United States Navy. And also it's a day of great admiration for him, and a day to, also is a very inspirational day, really, for especially for our youngster. So if you put your mind to it, and with the perseverance and all the things that he has done, and anything is possible. So it's a wonderful day. So we are very, it's a joyous day. We are very happy to be here to join him to celebrate this very momentous occasion. Là một cái người bạn đời đồng hành với tướng Huấn, thì cái cảm giác của chị hôm nay nó như thế nào thưa chị? Tôi rất vui và rất là hân hạnh. Cái buổi hôm nay rất là đặc biệt cho tất cả, không phải anh Huấn không, mà cho nguyên cả gia đình tôi với lại gia đình của bố mẹ anh Huấn, là với anh chị em. Xin chị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm mà của một người vợ lính hay không? Mình biết rằng là lấy chồng là một người lính thì họ cứ đi tối ngày không có ở nhà, thì cái mình như thế nào khi mà mình ở nhà thưa chị? Thì cũng khó, nhưng mà cũng quen, sau này cũng quen, mà cũng may là mình rất là flexible, vì mình bận rộn lo cho ba đứa con quá nên cũng không, đối với mình cũng không có chuyện gì hết. Ok. Nào. Tôi là Đỗ Đình, với tư cách là chủ tịch của Liên hợp UC Việt Nam và ngoài đời nóng. Mặc dù đã quen biết rất lâu, nhưng mà không phải một cái ngày nó sẽ đến. Cái ngày này đã đến, chúng tôi rất là vui có mặt ngày hôm nay ở đây. Với một người mà có một cái liên hệ chặt chẽ với cái lịch sử của Việt Nam, nhất là liên hệ trong gia đình, cũng đã cố gắng đồng hành cùng Hoa Kỳ. Đến ngày hôm nay, tôi đã được gặp bậc tướng lãnh. Đó là một cái hạnh phúc. Đây là master. Đây là chúng ta. Vì vậy chúng ta hải ngoại này biết là Hoa Kỳ đã có tới giờ phút này đó là ba tướng lãnh, hai tướng lãnh về lục quân, tướng lãnh về trường quân chiến, và một đây là một người của hải quân nữa. Đó là một cái gì mà chúng ta thấy cũng phải một cái niềm, cái danh dự, cái niềm vinh dự lớn lao. Tôi rất mừng có mặt ngày hôm nay tại đây. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Thần Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin hẹn quý vị vào kỳ tới.